chào tất cả anh chị em cô chú đã quay trở lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Mấy bữa nay thời tiết nó thay đổi khá là nhiều anh em. Bữa nay sáng mình dậy với lại tối tầm cỡ khoảng 6 giờ trở đi á, mình thấy không khí bắt đầu nó chuyển mùa rồi, bắt đầu lạnh rồi, gần Tết á. Không biết là ở ngoài miền ngoài của anh em mình thì như thế nào, nhưng mà trong Nam của mình á, cái nhiệt độ theo mình nghĩ là buổi sáng nó dao động tầm cỡ khoảng là 25 độ á, nhưng mà bắt đầu trưa thì nó nắng nó ấm dần lên. Ở trong Nam mình thì nuôi cá nó cũng sẽ nhàn, nó ít gặp cái tình trạng bị bệnh do là thời tiết nó thay đổi từ nắng nóng chuyển sang lạnh lắm. Chỉ có những anh em ở miền ngoài thôi. Mấy bữa nay thì mình cũng nhận được rất là nhiều cái tin nhắn của anh em gửi về cho mình, đặc biệt là một số anh chị đang chuẩn bị xây hồ và mọi người phân vân không biết là khi mà cái nhiệt độ nó lạnh như vậy, nó xuống tầm cỡ khoảng là 20 hoặc là 22 độ thì nó có ảnh hưởng gì đến cá hay không, hay là mình đợi chuyển sang cái mùa nắng nóng rồi mình hãy xây hồ. Thì trong video ngày hôm nay mình giải thích một tí xíu để anh em đang chuẩn bị xây hồ có thể là tham khảo nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím. Đây là vi sinh, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Theo cá nhân riêng của mình á, cái mùa mà nó chuyển vào lạnh nè, thì mình khoan xây hồ đi. Tại vì cái thời tiết như vậy mà mình thả cá đó, nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Có khả năng là cá của mình nó nằm đái nè, rồi nó bị bệnh nữa. Đặc biệt là cái mùa lạnh này thì anh em rất là ngại. Nhưng nếu như khi mà mọi người đã xây hồ rồi hoặc là có hồ rồi á, thì bước vào cái tháng lạnh này nè, rất là nhiều anh em hỏi ý kiến mình là có nên sử dụng sủi hay không. Thì theo cá nhân riêng của mình nha, nếu mà cá của anh em nó đã hoạt động trên một năm rồi, có nghĩa là mùa nắng nó cũng đã trải qua rồi, mùa lạnh cũng đã trải qua rồi mà nó vẫn bình thường, thì theo mình không có nên nha. Mình thấy có nhiều anh em thì hồ hoạt động trên 1 năm 2 năm rồi, anh em vẫn cũng còn lo ngại cái tình trạng là lạnh. Theo mình được biết cá coi này của mình nó chịu cái nhiệt độ khá là cao, nhưng mà một vài cái lưu ý để mà anh em nào đang chuẩn bị xây hồ giống như hồi nãy mình chia sẻ đó, là cái nhiệt độ chỗ của mình ở, ví dụ như mình cảm nhận rằng vào cái mùa lạnh nè nó xuống thấp hơn so với lại cái nhiệt độ bình thường á, thì mọi người nên làm cái độ sâu của nước nó sâu tí xíu. Mà nói ví dụ như thông thường ở trong Nam của mình, thành phố Hồ Chí Minh nè, mình xây cái hồ cái chiều cao tầm cỡ khoảng 40-50 là mình nuôi cá được rồi. Nhưng mà miền ngoài của anh em cái nhiệt độ nó xuống khá là thấp, nên là mình phải làm càng sâu thì càng tốt nha, tối thiểu là 70. Để trong cái quá trình mà cái thời tiết ở trên của mình nè nó chuyển lạnh á, thì cái độ sâu của con cá nó nằm ở dưới á mọi người, nó sẽ hạn chế một phần nào đó. Mà nói ví dụ như ở trên thì nó lạnh tầm cỡ khoảng 25, nhưng mà ví dụ như nó nằm gần sát đáy đó thì nó giảm còn tầm cỡ khoảng 23, mà nói ví dụ như vậy. Và nó cũng sẽ có nhiều cái cách để mà cho anh em mình hạn chế cái tình trạng lạnh nó ảnh hưởng đến cá lắm. Thì giống như hồi nãy có một số anh em hỏi mình là có nên sử dụng sủi hay không, thì theo cá nhân riêng của mình thì hồ hoạt động trên một năm có nghĩa là nó đã từng trải qua cái giai đoạn lạnh rồi, thì mình không nhất thiết là phải sử dụng sủi. Mọi người có thể là sử dụng những cái tấm bạt hoặc là cái gì đó mình bao trùm xung quanh, mình che để bớt cái không khí lạnh nó vào bên trong hồ của mình, thì đó là một cái phần nó sẽ giúp cho mình hạn chế cái tình trạng là nhiệt độ bên trong nước của mình nó xuống thấp. Còn nếu mà mọi người xài được sủi thì nó quá tốt rồi, nhưng mà cái đó này nó chỉ dành cho những cái hồ mini thôi, chứ còn những cái hồ lớn tầm cỡ khoảng 10 khối 10 mấy khối thì mình nghĩ là cái việc mà xài sủi thì nó cũng rất là khó xảy ra. Nên là mọi người ai đang chuẩn bị xây hồ á, đặc biệt là chỗ của mình cái thời tiết nó thường xuống nhiệt độ thấp á, thì nên xây cái độ sâu cho nó sâu một tí xíu, tối thiểu nhất là 70, thì khi mà vào cái mùa lạnh này con cá của mình nó mới chịu được cái nhiệt độ nha. Chứ còn nếu mà mình xây nông quá cạn quá thì cái nhiệt độ lạnh ở trên mình đã chịu không nổi rồi, tầm khoảng 40-50 thì cái nhiệt độ nó xuống rất là thấp, con cá nhiều khi nó chịu không được. Và lưu ý là mọi người một tí xíu là có nhiều chỗ anh em ở thì nhiệt độ nó thay đổi nè, nó lạnh á, một số hiện tượng là cá nó ít bơi thì cái đó nó không phải bệnh đâu, nhưng mà do nó giao mùa chuyển mùa, có nghĩa là đang nắng nóng ấm áp nè, nó chuyển sang lạnh đột ngột con cá nó chịu không nổi. Thì mọi người theo dõi nha, tầm cỡ khoảng 3-4 ngày xem nó có bình thường hay không. Nếu mà nó bơi bình thường thì mình giảm cái lượng thức ăn lại, cho nó ăn ít, giống như bình thường mình cho nó ăn 10 thì bữa nay mình cho nó ăn tầm cỡ khoảng 3 hoặc là 4 thôi. Tại lạnh quá thì nó tiêu hóa không có tốt, giống như con người mình cũng vậy, giảm bớt lại. Đó, mình đừng có cho ăn nhiều quá thì cũng sẽ không có tốt cho con cá của mình. Còn nếu mà mình theo dõi tầm có khoảng 5 ngày một tuần mà thấy nó bệnh thì lúc này mình hãy tiến hành đánh thuốc với lại là muối nha. Còn bình thường nó chuyển mùa nó lạnh đột ngột là do cái thời tiết thay đổi, con cá của mình nó đang dần nó tập quen với lại cái môi trường, thì anh em cũng khoan bỏ thuốc hoặc là đánh muối vào nó cũng sẽ không có tốt cho con cá của mình. Nói chung là không nhất thiết lúc nào cũng phải đánh muối với lại thuốc nha. Mình phải xem cái tình trạng nó như thế nào, cái hiện trạng hồ của mình, cái thời tiết như thế nào. Ví dụ như nó chuyển sang lạnh đột ngột thì mình theo dõi xem coi là 3 ngày, 5 ngày sau hoặc là 1 tuần con cá của mình nó vẫn còn bình thường hay không. Nếu mà nó vẫn bình thường, nó bơi nhẹ lại thì chứng tỏ rằng nó đang thích nghi với lại cái môi trường nhiệt độ cái chỗ của anh em nha.
Do mấy bữa nay có rất là nhiều anh chị em đang chuẩn bị xây hồ, mà đặc biệt cái khu vực của mình á, nó chuyển sang mùa lạnh này, mọi người hỏi mình là có nên thả cá hay không. Theo cá nhân riêng của mình thì cái tháng mà nó xuống lạnh như vậy nè, khoan thả cá đi, mình đợi cái tháng mà nắng nó lên, nó ấm lên tí xíu thì mình thả, nó sẽ hạn chế được cái rủi ro cá của mình bị ảnh hưởng nha. Đây là một vài cái góp ý của mình trong cái vấn đề thả cá xây hồ vào cái mùa lạnh, cũng như là mình làm như thế nào để mà hạn chế cái không khí lạnh nó ảnh hưởng cái nhiệt độ nước bên trong hồ của mình. Một số anh em chia sẻ là lấy cái bạt che xung quanh đó mọi người. Còn anh em xem được video này của mình, còn những ý kiến nào hay hơn nữa để là phần comment bên dưới, để cho mình cũng như là một số anh chị em đang thắc mắc có thể là tham khảo nha. Thôi mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những mẫu hồ mới, những cách làm lọc mới lên kênh để cùng với lại mọi người tham khảo nha.